sách của Bà La Môn trước khi Phật ra đời. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời rồi, Ngài chỉnh lại cái thước này đúng với cái nhìn, cái hiểu của Ngài để mà ứng dụng. Thì khi xưa chúng tôi cũng hơi buồn buồn một chút, thấy sao Phật lại dùng cái thuyết cũ để mà ứng dụng. Nhưng sau này càng đi sâu vào các cái tinh thần đạo đức chân thật, thì tôi thấy cái cũ đúng thì chúng ta không thể bỏ, cái cũ sai chúng ta mới sửa. Như vậy thì cái người xưa đúng mà chúng ta muốn làm cho kỳ lạ hơn chúng ta bỏ để tạo cái khác, thì như vậy chúng ta chỉ là tỏ vẻ mình là cái người hay mà phủ nhận cái đúng trước. Nên Đức Phật không phải vậy. Cái gì trước đúng thì Ngài dùng, cái nào trước sai thì Ngài sửa, cái nào trước chưa biết thì Ngài biết, Ngài nói. Đó là tinh thần của Đức Phật mà chúng ta thấy rất là thích hợp với cái thời khoa học của chúng ta. Bây giờ Ngài đã dùng cái thuyết luân hồi ở trong đạo Phật, thì như vậy thuyết luân hồi đó nó có hay nó không, rồi nó lên xuống như thế nào, nội dung của thuyết này. Bây giờ tôi xin nói, thực ra giảng thuyết này là một bài giảng rồi, đây tôi chỉ nói tóm tắt lại thôi. Chúng ta phải hiểu chữ luân hồi là sao. Luân hồi tức là xoay tròn, xoay tròn. Cái nhìn của đạo Phật, muôn sự muôn vật ở trên thế gian đều ở trong cái luân hồi, trong cái vòng luân hồi. Thì quý vị thấy cái nhìn đó hợp lý không? Quả địa cầu chúng ta đang ở nó luân hồi, rồi trong con người chúng ta huyết mạch nó đang luân hồi, nghĩa là cái sự luân hồi là tuần hoàn. Tuần hoàn tức là đảo đi lộn lại, đảo đi lộn lại. Thì như vậy tất cả chúng ta đang sống ở trong cái luân hồi. Thì cái luân hồi đó là một lẽ thực, từ cái lớn như quả địa cầu, nhỏ như từng con người, đều là ở trong luân hồi hết. Cho tới như hôm qua tôi nói, những cái nguyên tử nó đưa quay, nó sống vào nhau, thì đó là luân hồi chứ gì. Mà luân hồi thì không có mất. Lâu nay chúng ta tưởng là mất, chứ mà nó không có mất. Chỉ là đổi cái hình tướng tụ và tan. Đủ hết, đủ điều kiện thì nó hợp lại nhiều, chúng ta thấy. Rồi không đủ thì nó tan ra nhỏ, chúng ta không thấy. Mắt thấy chúng ta nó có, mắt không thấy chúng ta nó không. Chứ không phải là nó mất, nó hết. Thì như vậy thì cái thuyết luân hồi là tùy theo cái duyên, tụ ở đây, tan ở kia, rồi nó tụ ở chỗ khác, luôn luôn biến chuyển, không có cái gì là mất. Mà không có gì mất thì hỏi, không mất thì đi đâu? Là tùy duyên. Nếu gặp cái duyên thuận, chiều lên thì nó lên, duyên nghịch, chiều xuống thì nó xuống, tùy đó mà nó chuyển biến. Đừng nói rằng cố định nó phải đi đây, cố định nó đi kia, mà cái tùy duyên. Tùy duyên thì cái chữ tùy duyên này nó quá rõ, quá rộng nữa. Quý vị nghiên cứu thì sẽ thấy tất cả là như vậy. Như vậy thì cái thuyết luân hồi là một lẽ thực, tùy duyên. Chúng ta tạo duyên tốt thì nó hiện tốt. Cho nên tôi nhiều khi tôi thí dụ đơn giản cho một số người hiểu. Tôi thí dụ như chúng ta lấy cái nồi, chúng ta đổ nước vào nấu đun sôi. Đun sôi thì khi đổ nước vào, chúng ta thấy nước ở trong nồi là cái thể lỏng. Nhưng mà chúng ta đun sôi rồi cái thì từ từ nó bốc hơi, tới 3-4 tiếng đồng hồ sau nó cạn. Cạn thì những cái đứa bé nhìn thấy nó hết nước rồi, nước không còn nữa. Nhưng mà với con mắt của các vị thì sao? Nước có hết bao giờ? Từ cái thể lỏng nó bốc thành thể hơi, bốc thành thể hơi rồi sao nữa? Gặp duyên rồi nó cũng rời tới xuống, rồi cũng cứ vậy mà lẩn quẩn đi lại, nó không có một cái, từ cái
tướng trạng này chuyển qua tướng trạng khác, thì đó là tôi nói gặp cái dương nóng. Bây giờ ngược lại, cũng số nước đó từ cái thể lỏng mà chúng ta đem để ra trong cái tủ lạnh chừng 5-7 tiếng đồng hồ sau thì sao? Thể lỏng biến thành thể cứng đó. Như vậy thì thành khối nước đá. Như vậy thì nó có thể nước thành hơi, có thể nước thành khối, nó không có cố định gì hết, tùy duyên là chỗ đó đó. Mình sử dụng cái duyên nào rồi nó theo cái đó mình được chuyển biến. Thì như vậy cho nên khoa học chúng ta mới chế biến đủ thứ hết đó, cũng một cái công thức đó mà tùy cái chỗ sử dụng chúng ta tạo ra đủ thứ. Như vậy thì cái thuyết luân hồi có nghĩa là chỉ cho sự vật trong thế gian không có cái mất mà chuyển biến tùy duyên. Nói như vậy là tôi rút ngắn để cho quý vị hiểu đại khái. Thì tới đây chúng tôi xin thưa là 3 buổi nói chuyện đối với tất cả quý vị chúng tôi đã nói xong. Bây giờ tới cái giờ chót, chúng tôi xin cầu chúc cho tất cả quý vị được an khang và luôn luôn thực hiện được cái gì hay của đời, của đạo, cho cái cuộc sống của tất cả mọi người trong xã hội chúng ta. Cụ thể là muốn bỏ ít mà mình muốn lãi nhiều.
chỉ cần một ít vàng hương tế lễ mà lại xin trời Phật, nào là danh vọng, nào là bạc vàng châu báu của thế gian. Thì chính ngày hôm nay Hòa Thượng đã trợ duyên cho chúng ta tìm hiểu được bản chất của đạo Phật không phải là mê tín dị đoan như vậy, mà đạo Phật nói chung, Thiền Tông nói riêng là một môn khoa học hướng dẫn mọi người, chỉ cho mọi người thấy được sức mạnh ở chính nơi mình. Càng cầu vọng bên ngoài xa bao nhiêu thì càng xa Phật bấy nhiêu. Đa Đạo Hòa Thượng đã chỉ giáo cho các nhà khoa học nghiên cứu hôm nay phương pháp dưỡng sinh theo đúng nghĩa của nó. Phương pháp giữ cho thân thể được tráng kiện, tâm được trong sạch thì mọi tật bệnh sẽ tự tiêu tan. Hướng dẫn cho mọi người tạo nhiều duyên thiện để hưởng quả phúc, quả lành. Không nên cứ trồng những cây chua mà cầu xin Phật trời cho hái những trái ngọt. Kính bạch Hòa Thượng, thì tất cả chúng tôi ở đây duyên tu còn mỏng, do vậy ít nhiều chưa thoát khỏi được tham sân si. Rất mong muốn Hòa Thượng, điều mong muốn của các nhà nghiên cứu hôm nay là xin Hòa Thượng tiếp tục trợ duyên thường xuyên được nghiên cứu và tu tập. Tuy biết rằng Hòa Thượng rất bận, nhiều các Phật tử các nơi đều mong muốn được nghe Hòa Thượng thuyết giảng. Thiền viện Trúc Lâm xin chúc Hòa Thượng và các quý vị luôn luôn thân tâm được thường lạc, Phật sự viên thành. Nhân đây cũng xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Viện Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam. Cảm ơn các quý vị giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu. Cảm ơn các quý Phật tử. Cảm ơn những lực lượng an ninh và ban tổ chức đã giữ cho buổi thuyết giảng Hòa Thượng đảm bảo được sự long trọng và đảm bảo được mọi sự an ninh tốt đẹp. Mọi người ở đây đã phát một cái tần số rất là thành kính đối với buổi thuyết giảng Hòa Thượng. Điều này cũng là gây một sự hoan hỷ cho ban tổ chức và tất cả mọi người. Xin cảm tạ các quý vị. Sau đây chúng tôi xin nhắc một số người muốn xin được chụp ảnh lưu niệm với Hòa Thượng và đoàn thì chúng ta sẽ đăng ký. Thì tất cả các quý vị khác cứ ngồi yên tại chỗ, không nên đứng dậy để làm gây huyên náo. Thứ hai nữa là khi chúng ta ngồi yên tại chỗ để khi Hòa Thượng ra khỏi trường thì chúng ta mới đi theo để tiễn. Thì ban tổ chức cũng dành một số thời gian để cho các giáo sư, tiến sĩ, các phó giáo sư, phó tiến sĩ cùng các nhà nghiên cứu khoa học, các thủ trưởng của các cơ quan, cùng các quý vị, cùng các nhà báo, các biên tập viên được gặp Hòa Thượng ở trên phòng họp. Thì sau đây các quý vị sẽ được quay lên trong phòng họp để gặp. Bây giờ nếu như các quý vị có nhu cầu và chụp ảnh với Hòa Thượng thì chúng ta sẽ xin đăng ký. Còn một số người, một số quý Phật tử mà có đăng ký là xin Hòa Thượng trợ duyên để được quy thì chúng ta 2 giờ chúng ta sẽ đến chùa Trường Lâm ở trong đoàn trợ duyên. Thank you.
con đúng không? Với văn hóa và những ngành khác.